Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn mini phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 17m và được cái chịu nhà đốc kiên cố một trệt một lửng và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 6 phòng ngủ chính cũng như 8 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và đặc biệt của căn nhà mình thì được cái chủ nhà thiết kế có thang máy lên đến tận sân thượng thì rất là thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với con đường phía trước căn nhà mình là một con đường thông nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và khu này thì mình có tầm cỡ khoảng độ 50 căn. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo kiến trúc Roma. Phía bên ngoài mình có những cái mảng chỉ nổi trang trí rất là đẹp, và lan can thì mình được làm bằng nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp, cũng như hệ thống đèn chiếu sáng, và mình có những cái mảng cây xanh được cái nhiều nhà thiết kế trang trí phía bên ngoài rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ có vỉa hè, và đây là khu nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến khách hàng. Cũng như khu nhà này thì đang có giá từ 9 tỷ đến 12 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang quay video để gửi đến khách hàng tham quan. Đây là khu nhà lầu, cũng như căn nhà mình thì nằm gần với lại một cái công viên của một cái khu nhà lầu 50 căn, và có một cái công viên chung ở phía trước khu nhà lầu rất là đẹp. Khu nhà này thì đang có diện tích từng căn là tầm vào khoảng diện tích 4 x 15 cũng như 4m2 x 17, và được anh chị nhà thiết kế có thang máy cũng như căn có thang máy và căn không có thang máy thì đang có giá mềm hơn. Căn không có thang máy thì tầm cỡ khoảng 9 tỷ đến 12 tỷ 500 triệu đồng là quý khách hàng sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà được thiết kế có thang máy, nằm tại khu trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6 quận Gò Vấp này. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng về một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Thì ở chỗ này mình sẽ có hai căn nhà được thiết kế có thang máy, một căn là hiện đại và một căn thì được thiết kế theo kiến trúc Roma. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn được thiết kế theo kiến trúc Roma để gửi đến khách hàng. Với căn nhà được thiết kế, mình có một cái vỉa hè khoảng độ hơn 1m để mình để xe gắn máy cũng như di chuyển vào bên trong, thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong thì căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế đưa ra hai lớp cửa phía ngoài để mình để xe hơi cũng như xe gắn máy, rất là rộng rãi và thoải mái. Và đây là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà, thì anh chị đang thiết kế để trống để gia đình mình có xe hơi cũng như thế thuận tiện để mình kinh doanh buôn bán cũng như mở văn phòng công ty. Và không gian phòng khách thì đã được anh chị nhà thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng rồi. Cho nên là chút xíu nữa thì Nhà đất Hoàng Tiến xin quay video khu vực không gian phòng khách để gửi đến cho khách hàng. Khu vực ở phía dưới này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường thì mình được dán giấy trang trí cũng như treo những bức tranh trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang căn nhà, phía ngoài sẽ có những cái mảng gỗ được cắt CNC rất là đẹp để trang trí cho khu vực không gian cầu thang căn nhà. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một cái cầu thang bộ nằm bên tay trái, tay phải, và một cái cầu thang máy nằm bên tay trái của căn nhà để phục vụ cho căn nhà. Cũng như kế tiếp mình có một cái nhà vệ sinh, và bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ An Cường rất là đẹp và rất là
Chắc chắn cũng như rất là sáng bóng, và không gian phòng bếp được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Với căn nhà được thiết kế không gian phòng bếp rất là rộng, được anh chị nhà thiết kế cho mình có một bộ bàn ăn, 6 ghế bên trong tặng kèm, và một cái giếng trời ở phía sau để lấy gió và ánh sáng, cũng như nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt, cũng như khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế thêm cho mình có một cái tầng lửng để mình làm phòng khách, cũng như để khu vực ở dưới tầng trệt mình để xe hơi hoặc là mình kinh doanh buôn bán, rất là tiện lợi. Và với căn nhà được thiết kế có thang máy và có đến 6 đến 7 phòng ngủ này, thì thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh cũng như mua cho thuê. Khu vực này thì căn nhà này rất là phù hợp để khách hàng mở khách sạn với cầu thang máy có trọng tải lên đến 500 kg. Và với căn nhà được thiết kế mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, cho nên mình có thể làm phòng khách sạn cũng như cho thuê thì rất là tuyệt vời. Và đây là khu vực không gian tầng tầng lửng của căn nhà. Thì bên trong thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và tivi tặng kèm. Phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng, và phía sau mình có giếng trời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 12 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và khu vực phía trước này thì được anh chị thiết kế thêm cho mình có một cái sảnh ở phía trước để mình có thể quản lý, cũng như mình có thể quan sát từ phía bên trên xuống phía bên dưới của căn nhà, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với một căn nhà đẹp được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, và chỉ với giá 12 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Đây là khu vực lầu 1 của căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì phòng ngủ phía trước căn nhà mình, toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp. Nội thất bên trong toàn bộ là được làm bằng gỗ đỏ, và sàn nhà mình được lót gạch đá bông kính 80. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Và phía trước thì mình sẽ có ban công cũng như cửa sổ để ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Toàn bộ lan can căn nhà mình thì được sử dụng bằng chất liệu nhôm đúc mạ đồng, rất là đẹp. Và đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 cũng như nhà vệ sinh phòng ngủ số 1. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Được các chịu nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày, để khách hàng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình, nhà anh em bạn bè mình một căn nhà ưng ý. Và như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 17m, được xây dựng hết đất và được anh chị nhà đấu kiên cố, một trệt một lửng và 4 lầu. Mình sẽ có 6 phòng ngủ chính cũng như 8 nhà vệ sinh, và mình có riêng phía bên trên sân thượng có một cái phòng vệ sinh, có bồn tắm xông hơi, massage, có bồn tắm nằm, một cái phòng tắm chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và căn nhà mình thì toàn bộ cửa cũng như lan can cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, rất là bền và rất là đẹp. Rồi mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Đây là khu vực lầu 2 căn nhà mình. Căn nhà mình thì được thiết kế có 6 phòng ngủ là giống nhau, và đã được cái chịu nhà phun nội thất 5 phòng và để lại là một phòng để gia đình mình có đồ dùng gia đình mình có thể bỏ vào bên trong. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm phun nội thất để khách hàng mua ở và mua đầu tư cũng như mua cho thuê thì rất là tuyệt vời. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là không gian phòng vệ sinh cũng như không gian lầu 2 của căn nhà. Mình có cầu thang máy có tổng tải lên đến 500 kg, và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh cũng như tủ quần áo riêng biệt, sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là không gian phòng ngủ số số 4 căn nhà. Nhà vệ sinh không gian phòng ngủ số 4.
Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 3 căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 5 và phòng ngủ số 6, cũng như sân thượng, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng phía trước cũng như sân thượng phía sau. Thì phòng ngủ số 5 phía trước, phòng ngủ số 5 thì đang được anh chị chủ nhà để trống, và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển sang không gian phòng ngủ số 6 của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế thang máy lên đến tận sân thượng, rất là thuận tiện để cho quý nhà sử dụng. Và mình có một cái phòng tắm xông hơi đá nóng ở phía bên ngoài, cũng như không gian phòng ngủ phía sau phòng ngủ số 6 của căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ số 6 của căn nhà mình. Và mình sẽ có nhà vệ sinh. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng căn nhà, sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng phía trước cũng như sân thượng phía sau căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay chợ An Nhơn cũng như gần với lại ngã tư Nguyễn Oanh cũng như Nguyễn Văn Lượng, và sát với lại Lotte Nguyễn Văn Lượng cũng như gần chợ căn cứ 26 thuộc phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực phía trước của căn nhà, nhìn từ phía bên trên thì xuống khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, và chỉ với giá 12 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Đây là khu vực không gian phòng giặt bên trong và phía ngoài, là khu vực sân phơi cũng được anh chị chủ nhà thiết kế, cũng như sắm cho mình có thêm một bộ bàn ghế ở phía sau để mình vui chơi và hóng mát. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.